Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Thì đầu video cũng cho mình chúc nha, tất cả các bạn nha, được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn, mình hôm nay mình đi thăm bẫy rắn, cái luồng bẫy này ở Củ Chi nha các bạn. Và mình đặt ở Củ Chi một luồng, thì cử rồi mình thăm cái luồng này nó thất đó các bạn. Ở đây là 30 cái các bạn ơi, nó thất thoát này kia rồi chắc cũng còn cỡ tầm khoảng 26-27 cái nha các bạn. Rồi mình đi đến với cái nơi mình đặt bẫy luôn rồi các bạn, là đến cái bẫy đầu tiên luôn ha. Rồi mình xin mời các bạn nha, cùng mình thăm bẫy rắn cho vui. Cái bẫy đầu tiên ngay hàng rào nè các bạn, cái này cứ gọi mình thăm nó hụt nè các bạn, để coi bữa nay có không ha. Cứ gọi cái này chất quất nè, mình đặt ngay cái chỗ này đơn giản vậy thôi, rồi chết nữa rồi các bạn ơi, rồi chết chuột, cái này mình rút đi luôn nha các bạn. Rồi mình vô tới cái xe rồi các bạn ơi, cái bẫy mình mới vừa hâm á, hụt là mình rút đi luôn nha. Thì mình đi thì mình mang đồ nghề cũng như thường khi các bạn ơi, ở dưới đây là hang con chuột nha các bạn, với bên dưới là lúa để cho chuột ăn ha. Rồi bên đây thì hôm nay mình mang theo có hai túi lưới nè các bạn ơi, với cái nón mình đội. Tại vì cái luồng bẫy này nó hất quá, mình không có đem túi lưới nhiều các bạn ơi, với cây dựng rồi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành lại đầu kia, mình thăm một cái nữa, cái mình lại tới mình quay tiếp nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình có hai cái liên tiếp luôn các bạn ơi, góc bên đây một cái và bên kia một cái. Lúa này chính này, ta chuẩn bị cắt rồi các bạn. Cái bẫy này hôm nay mình rút đi luôn các bạn ơi. Hai người nó đang cắt cái lúa ngọn, mà lúa mà nó không đúng một cỡ. Mình thăm ba cái đằng kia mình cũng rút đi luôn, liên tiếp ba cái không có luôn. Có người ta cắt cỏ đó mình bỏ qua luôn nha các bạn. Mình rút mình bẫy đi luôn. Và cái này hôm nay đã rút đi cũng đúng rồi. Rồi còn chuột luôn các bạn. Rồi xuống đầu dưới thăm cái dưới các bạn ơi. Rồi mình xuống tới đầu dưới nè các bạn ơi. Ở đây mình có một cái nữa, mà sao bữa nay cỏ nó lên tốt quá mình không nhớ là chỗ nào luôn trời. Đây hàng kia ta, ở đằng kia, đằng kia ngoài đây mới có 6 ngày mà giờ không nhớ luôn các bạn ơi, không nhớ chỗ nào luôn rồi, tiêu luôn rồi. Ở đây trời, ủa à đúng rồi đúng rồi, ở trên đây hồi kia tích chặt lại mình không biết nữa. Thời cho quốc luôn ý. Rồi thấy cái này có vấn đề rồi các bạn, chụp quốc luôn rồi, chuột chết rồi, mình đem nó đi luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở ngay miếng gạo này mình có một cái các bạn, hai cái gần nhau luôn, một cái và ở đằng kia một cái. Chỗ nào giờ mình quên rồi các bạn ơi, không lẽ ngay đây thấy có cái dấu là đúng rồi. Ơi chết quốc nữa các bạn ơi, và cái này mất chuột, chuột chết rồi, mình lại cái kế bên luôn. Rồi tiếp tục ngay chỗ đây mình có một cái nữa các bạn, này người ta cắt cỏ hết trơn rồi, hên lắm cái này mình còn nha các bạn. Cái dấu của mình mà không phải nè, mình đặt bên đây còn không, còn rồi có phần luôn các bạn ơi, này còn ngay tay mình nè, bự không, trời ơi nhỏ các bạn ơi, con này không được ba lạng nhì các bạn, ở cái sào con đen nữa nè ha, khô nè các bạn. Rồi mình đổi cái bẫy khác vô rồi, mấy cái bẫy mình rút đi các bạn, mình đổi vô đây dính đặt lời rồi đi thăm tiếp các bạn. Rồi cặp với cái hàng chút này mình có một cái luôn nè các bạn, hôm nay cái nào mà dính thì để, còn nếu mà hụt là mình mang đi hết nha các bạn, mang đi giờ đi kiếm chỗ đặt các bạn ơi. Để ở đây là không, để lại là hâm càng chết.
Cái nào quên ta. Ở bên trong kia là nhà ba chó nó sủa đó bạn. Chỗ nào mình quên luôn à. Quên hà cái bẫy đi tôi rồi cũng không biết luôn. Rồi mất rồi các bạn ơi. Mất rồi. Mất rồi. Rồi để mình tìm coi coi nó phải không nghe, mất không nghe các bạn. Rồi ở đây nè các bạn ơi, không phải mất đâu nha. Mình tìm nó ra. Mình đẩy sư kỹ quá rồi. Chuột còn các bạn. Và cái bẫy này mang đi luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn ơi. Mình thăm 3-4 cái luôn rồi mình bỏ qua luôn các bạn. Không quay luôn, có người dí hơn nữa. Phê quá, đi bộ phê quá, không có. Giờ nó phê quá các bạn ơi. Dưới đây mình có một cái nữa nè. Cái này rút luôn các bạn ơi, còn con mình nó. Rồi, chết quất luôn. Không thấy gì luôn. Rồi, bị hỏng luôn. Kì vậy trời, chỗ ngon ve mà cũng không có luôn. Ê trời ơi, có con hành các bạn ơi. Đây em này không đến 2 lạng nó vô ăn chục không. Cái này chục cũng chết đâu, hồi đời nào cái này nó mới vô luôn nha các bạn. Rồi thôi mình cũng xử lý em nó ra rồi mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ở đây không phải là lúa nha các bạn, ở đây là cỏ là bổ quang nha. Ăn cái bẫy xì cua hơi luôn các bạn ơi. Cái này bữa mình mới giờ vô đây nè. Đang đường xe chạy. Rồi có con hành luôn các bạn. Em ở đây. Rồi phần trắng giả dưới các bạn. Vô lâu rồi nè. Mới đụng cái máy lắc các bạn không cảm nghe tay mình tí nè. Rồi con này 2,5 lạng nha các bạn. Cũng được. Có là mừng rồi. Rồi ở sao nè, phần trắng giả ở đây các bạn. Rồi, mình đổi cái bẫy phụ vô rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ngay đây mình lượm được mấy em nữa các bạn. Các bạn nhớ nha, hôm đó tại xịt cỏ cháy hết rồi này. Trời ơi, mình mới xịt cái hố nó có lắc thì các bạn thông cảm nha. Xịt cỏ cháy hết ngay, cỏ nó ra lợi nè các bạn. Cái này mình đặt cái bẫy trôi vô giữa đồng luôn. Đừng có mất là ngon các bạn. Đừng có mất bẫy là ngon. Đúng rồi, còn bẫy là hy vọng nha các bạn. Nghe đây bắt 3 con không phải hết rồi các bạn ơi. Chuột cũng chạy rồi. Rồi chuột còn luôn nữa các bạn. Để mình lùa lên giúp cho này. Đó. Rồi. Mình cho nó ăn lúa rồi đi tiếp nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đem 3 đứa nó lại đây, tên Hữu mình bắt nó ra cái mình đi các bạn ơi. Mình chim hôm sẵn rồi. 2 em này chắc có lẽ nhì nha các bạn, nặng lắm. Nghe được. Còn con này 3 nè các bạn ơi. Nãy giờ được có 3 em à. Mình lấy túi đồ sẵn ra luôn nè các bạn. Nó nhanh đó. Để gì đi. Mình đổ nó ra tại mình có thằng tay mò các bạn ơi. Đó, em nó ra nè. Em đầu tiên nè. Rồi. Nó vô. Thì tự động nó vô rồi các bạn ơi. Đèn còn nữa nè. Cái này chắc cũng được cái tầm 3 lạng. Không được. Con này ốm các bạn. Không bằng con trong mình bắt đầu nha. 2 con này không được. Con này yếu lắm. Không chịu vô các bạn ơi. Con này khôn quá. Đưa vô nó quéo ra không à. Nó biết hay gì á. Rồi. Trở ra. Rồi 2 con này nè các bạn. Cho em này ra luôn. Rồi. Em thứ 3 luôn. Rồi con này khôn nè các bạn. Chạy vô liền nè. Ôi nhảy ra. Cũng khôn ghê không? Không chịu vô ha. Rồi vô. Rồi được 3 em. 3 đứa nè các bạn. Cũng được rồi ha. Còn có được con nhì rồi, còn con kia rớt rồi các bạn ơi. Con kia mình nghe ốm quá.
rồi đi thăm tiếp các bạn. Rồi tiếp tục ngay bờ gạo này mình có con cái nữa các bạn. Ngay đây kỳ nào mình thăm cũng có con em hành loại ba đó, mà bữa nay người ta xịt thuốc nó cháy cỏ hết trơn rồi các bạn ơi. Chờ bắt con gắn lớn ở đây bị dính gắn nhỏ trước thì thế nào cũng phải có gắn lớn mà ta xịt thuốc rồi các bạn. Hình như mình thấy như là có phân không, kỳ này chết rồi các bạn ơi, rồi không chuột còn luôn, tặc lợi luôn các bạn, lúa còn chuột còn luôn rồi. Đây mình chờ bắt con gắn lớn mà chưa có chạy nha các bạn. Nó phải có gắn bự chứ nhưng mà đẻ gắn con nha. Rồi mình đi thăm tiếp các bạn. Rồi tiếp tục ở dưới cái vạt Bình Bác này mình có con cái các bạn ơi. Cái này cử rồi mình mới giờ vô, mang theo cái bể xe cua luôn các bạn, có chuột luôn, xa quá mình phải chuẩn bị. Rồi thăm bẩm luôn. Ê, rồi rồi vô các bạn, có tự nhiên nằm ở dưới cái lớp cỏ các bạn, hành nha các bạn, không biết lớn không nha. Rồi rồi con này gán chắc phải không được gì các bạn ơi. À, phân nó nè các bạn, màu trắng nè ha. Đó. Không biết được gì không mà rồi, chắc được đó các bạn. Gán gán các em này được nhìn nè. Rồi mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đi các bạn. Phần ăn trước nè, ngày tay mình chỉ màu trắng nè. Rồi đặt cái bẫy phụ vô rồi đi các bạn. Rồi tiếp tục ở trong cái hàng gào ton này mình có con cái nữa các bạn. Hồi nãy giờ mình thăm nhiều bẫy lắm rồi, nó không có với mất bẫy rồi mình bỏ qua nha các bạn. Cái đoạn đó mình sẽ bỏ, mình không lấy nha. Bự nó khỏe lại rồi, trong lỏng luôn. Cái bẫy chỗ đặt cực kỳ khó đặt, gì mà vô nó không có luôn. Chết chuột luôn. Rồi cái này chết chuột các bạn ơi, và cái này đem đi chỗ khác luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi, nãy giờ mình nghỉ mệt giờ mình mới đi lợi tiếp, còn có hai cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Mình đặt một số bẫy nãy giờ mình dỡ đi cho cử sau mình thăm coi nó, cái này bữa mình mới dời lên không biết ở chỗ nào luôn. Thằng đây hàng kia trời, ở đây này này đây, cái này cái nữa là hết rồi. Hình như mình thấy con chuột còn sống luôn, cái bẫy con chuột còn sống mà có con hành luôn các bạn. Rồi hành mini quá nhỏ luôn, ăn không nổi chuột mình luôn. Rồi mình xử lý mình coi coi cứu chuột rồi cái mình đi đặt cái bẫy khác lại, đi thăm một cái nữa là hết rồi. Mình ra mình tổng kết thành quả ngày hôm nay cho các bạn xem đấy, mình về các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn ơi, mình đem đồ chuột đồ hay sẵn luôn rồi. Cử thứ hai mình thăm ở Củ Chi này là thất rồi, tiếp tục lần thứ hai này thất luôn các bạn. Cử rồi thất rồi mình không đăng nha. Cử này được 5 em này là nhỏ nhỏ luôn, mình quyết định mình đăng mình lấy, mình bỏ bớt một số rồi còn một ít mình đăng là đăng luôn các bạn ơi, không bỏ luôn, lấy luôn. Và cái cuối cùng làm cho em nữa rồi, trời ơi cái cuối cùng chết chuột phải người ta, đúng rồi. Ôi đau hết sức luôn, cái cuối cùng chết chuột. Hôm nay không có mưa các bạn. Rồi mình ra mình kết thúc cái thành quả ngày hôm nay cho các bạn xem. Cái mình đi đặt mấy cái bẫy mình dời đi nè các bạn, rồi cho cử sau mình thăm nặng có cái nặng quay nữa các bạn. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy lại chỗ này mà mình tổng kết cái thành quả cho các bạn xem. Mình thăm bẫy gắn ở Củ Chi ngày hôm nay, mình đi đặt bốn cái bẫy kia nữa cái mình về các bạn ơi. Giờ cũng chiều luôn rồi,
tiếp tục lần thứ hai này thất luôn các bạn. Cử rồi mình thất có mấy con nhí nhí mình không có đăng á. Cử này được 5 em. Mình sẵn sẵn ở đây luôn nè, 5 em mà có được con em nhì hay nha các bạn. Còn nhiêu gớt 3 hết. 4 em gắn 3. Được có em này trọng trọng nè, em này chắc 3 lạng hơn 3 lạng nè các bạn. Con em một à. Đó, 4 cái 7 này mình sẽ đem đi đặt luôn nha các bạn. Giờ mình tranh thủ đi đặt rồi cái xong cái số 7 này mình về đặng cho cử khao mình qua mình thăm đặng cho nó có đặng mình quay các bạn ơi. Rồi, chương trình của mình đến đây cũng kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn nghe được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui, ủng hộ cho mình xin một like ha và một cái đăng ký kênh nha, giúp cho kênh mình nó mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Nhỏ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.